Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là động lực trong phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc quan tâm đầu tư nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đã được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng. Đây là cơ sở bước đầu để thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Y học Bản địa Việt Nam là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y dược học và được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ từ năm 2016. Công ty được sáng lập và điều hành bởi các nhà giáo, nhà khoa học và những người tâm huyết với nền y học bản địa Việt Nam. Mong muốn của các nhà khoa học tại công ty là lưu giữ và tôn vinh giá trị y học bản địa của Việt Nam. Thực hiện mong muốn đó, công ty đã nghiên cứu và sản xuất ra nhiều bài thuốc, phương thuốc để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho cộng đồng. Chúng tôi rất chú trọng công tác chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu của viện. Chúng tôi có nhiều chính sách như là chăm sóc sức khỏe, động viên về mặt tinh thần, vật chất, tạo có điều kiện làm việc, tạo có điều kiện để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu của chúng tôi. Và đồng thời là chúng tôi cũng từng bước tăng cường trang bị các cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động nghiên cứu, làm cho nghiên cứu của Viện Đại học Bản địa nó có tính cập nhật với xu hướng chung của trong nước cũng như thế giới để mà góp phần tôn vinh giá trị y học bản địa Việt Nam. Khi làm việc tại Viện Y học Bản địa Việt Nam ấy, thì chúng tôi đã được lãnh đạo viện quan tâm và tạo mọi điều kiện cho công việc nghiên cứu của mình, cho nên là những đòi hỏi, những yêu cầu đặt ra đều được xử lý kịp thời. Do vậy, tiến độ nghiên cứu ở đây rất nhanh và các kết quả nghiên cứu được nghiệm thu kịp thời đưa vào để mà đưa ra thị trường ngay. Cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Y học Bản địa Việt Nam, thì cho tới thời điểm hết tháng 3 năm 2017, ba đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Mafares, công ty cổ phần phát triển nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam, công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển dược miền núi. Ghi nhận chung tại 4 đơn vị đã được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho thấy rất nhiều sản phẩm hàng hóa được các đơn vị sản xuất hình thành từ các sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng và nhiều sản phẩm đã được cấp bằng bảo hộ tài sản trí tuệ. Trong đó, nhiều sản phẩm được các đơn vị nghiên cứu và sản xuất đã rất phổ biến trên thị trường Việt Nam cũng như bước đầu hình thành thị trường tại nhiều nước trên thế giới. Một cái doanh nghiệp khoa học công nghệ thì sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của cái doanh nghiệp khoa học công nghệ, sẽ tiếp tục kết nối với lại các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế để làm ra những sản phẩm có ích như cho xã hội và đặc biệt là phục vụ cho bà con nhân dân. Và trong đó là những người làm nông nghiệp ở Việt Nam thì chiếm dân số trên dưới 70%. Chúng tôi thấy rằng là nhà nước đã đưa ra các cái hỗ trợ rất là thiết thực cho doanh nghiệp khi nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ. Cái đầu tiên là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu. Điều này rất thiết thực bởi vì cái mức giảm theo quy định giúp cho doanh nghiệp mà có sự tích lũy đáng kể cái nguồn vốn của mình trong các phát triển. Cái thứ hai tức là nó tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp thành lập một cái quỹ khoa học công nghệ để mà sử dụng chính cái tiền ấy vào cái nghiên cứu của mình. Thái Nguyên là trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực lớn của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Với nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Đại học Thái Nguyên và các tổ chức khoa học và công nghệ của các cơ quan trung ương địa phương đóng trên địa bàn triển khai các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tập trung đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có hạ tầng kỹ thuật khá tiên tiến, phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia VILAS về lĩnh vực hóa học, vật lý, sinh học, vật liệu xây dựng, thực phẩm, đồ uống, hóa dược môi trường. Đây là nơi nghiên cứu và cho ra nhiều kết quả khoa học và công nghệ có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp để thương mại hóa, làm cơ sở đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Do vậy, để phát huy tiềm năng, tri thức sẵn có trên địa bàn là điều mà ngành khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên cần hướng tới. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục xây dựng cái chính sách thúc đẩy sự gắn kết giữa các trường đại học với khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cái thứ hai là có cơ chế hỗ trợ thúc đẩy công nghệ mới phát triển và hoàn thiện thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ tiên tiến hiện đại, giải mã công nghệ và đổi mới sản phẩm. Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia thực hiện các dự án thuộc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, chương trình khoa học công nghệ của tỉnh. Và cuối cùng
là thúc đẩy phát triển và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ của tỉnh, giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tranh thủ được các nguồn tín dụng của tỉnh cũng như của quốc gia. Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và phát triển kinh tế xã hội nhằm đưa Thái Nguyên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, thì việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ làm đòn bẩy là một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng để thúc đẩy kinh tế bền vững. Với sự chung tay góp sức của các cấp các ngành, sự vào cuộc của nhà quản lý, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, Thái Nguyên hy vọng sẽ sớm hình thành và phát triển mạnh hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả về số lượng và chất lượng để khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực và lợi thế của địa phương thông qua việc đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò chủ thể trung tâm của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các chỉ tiêu phát triển mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.